Vâng, với chi phí tầm khoảng độ 4 đến 5 triệu thì anh em đã lắp cho mình ngay một cái bộ đoàn bi led như thế này rồi này. Đây là bộ bi gầm lắp đặt zin vào cái vị trí zin của xe này anh em nhá. Đấy. Bi thì lắp zin hết đây. Đây là cái đèn nguyên bản của chiếc xe này. Đấy, nguyên bản của chiếc xe nó sẽ là một cái quả bi và bóng halogen như này thôi. Thì cái hiệu quả chiếu sáng nó sẽ không được cao. Và để mà khắc phục cái tình trạng đấy thì bên em có lên cho đây là cặp bi khi mà lắp vào vị trí zin như thế này. Và anh em có thể thấy đèn bên trên nguyên bản của chiếc xe này nó cũng là đèn full led rồi, nhưng mà là đèn rất khá là yếu đấy. Ánh sáng cho ra thì khá là nhạt nhòa, và nếu mà để mà đi buổi tối anh em mà đi đường cao tốc mà đi đường đèo núi nhiều hoặc là như đường Tây Bắc nhiều thì là gần như là không đủ cái độ sáng để mà chiếu sáng. Nhưng mà sau khi nâng cấp bộ bi gầm led bi gầm thì anh em có thể thấy đấy, ánh sáng cốt của chiếc đèn này cho ra rất là sắc nét, và ánh sáng đèn pha đấy, sáng hơn gấp 3 đến 4 lần so với đèn zin nguyên bản của chiếc xe. Anh em thấy đây, đây là anh cốt này, đây là ánh sáng pha này. Đấy, cốt bên dưới này là ánh sáng của đèn bi gầm, đây em ta tắt đi cho các bác thấy. Còn đây là sau khi đã bật lên này. Đấy, bên trên là ánh sáng đèn nguyên bản. Đấy.